Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ tư, 18 tháng 8, 2021. Kính thưa quý vị, trong phần 32 buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam, ông đã đưa ra những ghi nhận của ông về Hiệp định Geneva và những suy nghĩ tiếp nối từ Hiệp định đó cho đến Hiệp định Paris năm 1973. Sau đây, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 33 buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện, để theo dõi những phân tích của người lính viết văn Phan Nhật Nam về tù binh và hòa bình, về những con người có lý tưởng đã lầm tưởng lý tưởng của họ và Cộng sản là một. Mời quý vị trở lại với khung cảnh trao trả tù binh năm 1973. Nhưng mà, thưa với anh Dũng, chúng tôi có nói một cái chuyện hoang đường không? Không. Chúng ta đang nói chuyện về giấy trắng mực đen và cán bộ Cộng sản. Cán bộ Cộng sản đó là Võ Đông Giang, cán bộ Cộng sản đó là Trần Vương Trà, cán bộ Cộng sản đó là Lê Quang Hòa, đều nói giống nhau hết. Nói một cách giống nhau và nói những ngôn ngữ giống nhau. Và đến cái bi thảm nhất là khi đi trao trả. Tôi trao trả thì cả. Tôi trao trả thì ở trong dịch. Cái danh sách tù thì chúng tôi có cái tiêu đề tù binh Bắc Việt Cộng sản xâm nhập. Khi đưa lên ở tới hệ thống trao trả thì tôi không biết nó có tên thật hay không, mà gọi là thiếu tá Gang ở địa điểm trao trả bảo rằng theo tinh thần của Hiệp định Paris chỉ có hai bên miền Nam không có tù binh Bắc Việt Cộng sản xâm nhập. Nói được quá, tôi giận quá. Và cái này có video mà tôi cài từ 2 giờ chiều cho đến 8 giờ tối, tôi nhất định phải duy trì tù binh Bắc Việt Cộng sản xâm nhập. Đến cuối cùng tôi dùng một cái biện pháp mà nó rượt ra khỏi, tôi cởi cái áo cái tôi nói quý vị nhóm tôi này, so với mấy ông tù ngồi tôi gầy hơn mấy ông đó, thì làm gì mà có chính sách mà tra tấn mà. Đây này, tù quý vị ngồi ở bên bờ sông kia, mập mập tốn quá, to lớn hơn tôi. Rồi tất cả cái cung từ này ở đâu mà ra? Là do các ông này khai. Các ông này khai từ cái sư đoàn 320 vượt qua đèo Mụ Già vào mấy mặt trận B2 đánh ở đâu, thủ trưởng là tên là gì, là thuộc về các sư đoàn bộ binh Cộng sản Bắc Việt. Mà bây giờ các quý vị bảo không có, thế bây giờ tôi nhất định tôi duy trì. Mà tôi cải từ 2 giờ chiều cho đến 8 giờ tối trong nhất định đó. Đấy, thành tử thưa về hôm nay tôi nào có vẻ không được. Một cái sự táo trợ như vậy. Nhưng mà người ta nói đúng. Người ta nói căn cứ ở trên điều 1 Hiệp định Paris, căn cứ ở trên nghị định thư số 8. Chỉ có hai bên miền Nam Việt Nam thôi, chứ làm gì có cái quân đội bộ Cộng sản Bắc Việt xâm nhập đâu. Đó là phải viết tù binh hòa bình. Nhưng tù binh hòa bình nặng nhất là cái chuyện thành phần thứ ba. Nào là Linh Mục Nguyễn Viết Khai, Linh Mục Phan Khắc Từ, Linh Mục Ngọc Lan Chân Tín của báo Đối Diện, là Hồng Sơn Đông của báo Điện Tín. Thành phần thứ ba là Ngô Bá Thành, là Ni Sư Huỳnh Liên. Ôi trời đất ơi, bây giờ cái này chỉ có điên lên. Tố cáo ở thế giới là Việt Nam đã hành hạ tù, đã tra tấn tù, đã tra tấn Huỳnh Ba, Huỳnh Tấn Mõng, Cao Thị Quế Hương, Trần Đình Ba, Trần Thị Huệ, Lục Trương Nguyễn Long, chính là những người mà chính bản thân tôi đi trao trả có chụp hình. Ông đó béo tôi, đó, có đủ hết cả hồ sơ ở ngoài vào. Chính tôi trao trả ngày 23 tháng 7, 1973 tại Long Ninh. Tại Nguyễn Thành Công, Trần Đình Bang, Trần Thị Lan, Trần Thị Huệ, Luật sư Nguyễn Long, kể cả ông Huỳnh Văn Trọng nữa, tôi đi trao trả chính tôi có chụp hình, do hình tôi chụp giờ này còn. Thế nên mới các bạn đây là thành phần thứ ba, không có mặt trận giải phóng nói hết. Và thành phần này là bị chế độ Thiệu, ông Thiệu nào mà đánh dám đánh, ông Thiệu nào mà dám tra tấn Huỳnh Tấn Bóng, ông Thiệu nào mà dám ra lệnh mà tra tấn luật sư Nguyễn Long, có rồi Ngô Bá Thành, Huỳnh Liên, rồi lại
Rồi, nhưng mà ông Nguyễn Viết Khai, ông Phan Khắc Từ, ông Huỳnh Sơn Đông, báo Đối Diện, báo của Dòng Chúa Cứu Thế họp tại nhà thờ Tân Định tố cáo Tổng thống chế độ Diệm, chế độ Thiệu đã tra tấn tù binh. Tôi nói tôi này đi trao trả này, tôi đâu có thấy ai ông người nào bé tốt hết. Và cái thành phần thứ ba là cái gì? Cuối cùng tôi đã viết ở trong cuốn Tù binh Hòa Bình, rồi đây lá cờ ba màu của Mặt trận Giải phóng sẽ bị vứt đi như một thứ phế phẩm. Trận chiến cuối cùng là giữa chúng ta là Việt Nam Cộng Hòa và những sư đoàn bộ binh Cộng sản Bắc Việt. Tôi không phải tiên tri, tôi không phải là nhà chính trị, tôi không phải là nhà chiến lược, tôi không phải nhà văn, tôi không phải là nhà tranh đấu gì hết. Nhưng mà sự thật như vậy, cô ngu dốt cách mấy, cô cứng cựa, cô cứng lòng cách mấy. Những sự thật như vậy, thấy từ Hà Nội, thấy từ trong mật khu, thấy từ chỗ địa điểm trao trả, thấy từ với tư cách của mỗi người tù, ngồi để nghe nói từ ngày 28 tháng Giêng 1972 cho đến sáng 29 tháng 4 1975, thì làm sao mà tôi không thấy được. Thưa về quý vị, thưa anh Dũng, tôi phải viết Tù binh Hòa Bình là vì vậy. Vâng, thế anh vừa mới nói đến thành phần thứ ba, tức là trong đó có anh Huỳnh Tuấn Mẫm. Vâng, mà anh có viết hình như trong Tù binh Hòa Bình là nếu mà ngày có hòa bình thì anh sẽ vui lòng đi dán bích chương để mà ủng hộ cho anh Huỳnh Tuấn Mẫm. Không anh, có. Nếu mà anh Huỳnh Tuấn Mẫm, anh có nhớ không? Anh bảo là anh Huỳnh Tuấn Mẫm khi mà nghe những người thanh niên hát nhìn anh Huỳnh Tuấn Mẫm thì anh không, anh cảm thấy là đó không thể là con người cộng sản. Đó, tôi nghĩ là vậy. Mà tôi quan tâm đến làm sao cũng cộng sản. Vâng, những người đó còn lâu mới thành cộng sản được. Còn lâu Huỳnh Tuấn Mẫm, Trần Thị Lan, Trần Thị Huệ, vài tháng ba hết, Lê Hiếu Đằng, học trường Phan Chu Trinh tôi. Lê Hiếu Đằng là em của Lê Viêm Côn, học sau tôi một lớp, tới trung tá hải quân. Thế đến cuối cùng, Nguyễn Đăng Trừng, Lê Hiếu Đằng, ngã ngửa ra. Đó, ngã ngửa ra. Và ai? Họa sĩ ớt, Huỳnh Bá Thành, là cùng ở trong một nhà với tôi, đi làm em trạch pét rồi cho nhà của bác Thái Tử, 19 đường Đông Kinh Nghệ Thục. Tôi biết anh này từ bé, anh này anh đi nằm vùng ở trong cái gì đấy, quốc gia anh tránh, định là nổ bom để giết giáo sư Nguyễn Phúc Bông, nhưng sau đó người ta khám phá, người ta đuổi ra. Nhưng đến cuối cùng anh ta bị thanh toán ngày mùng 2 Tết năm 1991. Vì các anh các không thể nào là cộng sản được. Lê Hiếu Đằng, ai cho tôi biết cái Lê Hiếu Đằng, luật sư Nguyễn Đăng Trừng, có phải không? Vậy Nguyễn Đăng Trừng, Huỳnh Bá Thành, Phan Duy Nhân đã toàn bạn bè tôi ở Đà Nẵng. Nếu mấy cái anh kia chưa nằm cùng giường cho tôi với Phan Duy Nhân là cùng nằm một giường rồi mà. Vì nhà chỉ có một cái giường thôi. Thành thử tôi nhìn rất rõ và rất đúng nữa. Đó, các anh em đây là cộng sản được. Cho dù các ông có đi vào khu ra báo làm mặt trận, nhưng cuối cùng vì những người này chỉ là nạn nhân đầu tiên của cộng sản. Nó để cho sống là may. Thành thử những cái điều tôi nói trong Tù binh Hòa Bình không sai. Không sai và nó rất đúng. Sau ngày 30 tháng 4 75 thì ít nhất cũng có một người thấy ta điều đó đúng. Tức là ông Jim West. Thì chúng ta để có chuyện đó sẽ có dịp để nói về Peace and Prisoner, về cái chuyện ông Jim West. Vâng, xin cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 34, buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện. Dạ, xin anh nói tiếp thêm về cái việc Tù binh Hòa Bình và chuyện của anh với lại ông Jim Webb. Vâng, đây là cái ngẫu nhiên. Dạ. Mà như mà tôi có nói chuyện với anh rất nhiều lần, hóa ra ngẫu nhiên chút nào đấy. Là cuốn Tù binh Hòa Bình là được ra mắt sách coi như lần cuối cùng, trịnh trọng nhất ở một cái phòng khăn kiếp của Continental do cơ sở Đất Sống bảo trợ và tổ chức.
cơ sở đất sống là gồm có những ai? Là gồm có ông Tư Tử, ông Như Phong, ông Mặc Thu, ông Vũ Bằng. Thế đó là toàn mấy ông Bắc Kỳ, gạo cội trong nghề báo, trong hoạt động chính trị. Nhưng tại sao bây giờ lại có cái cơ sở đất sống đó? Là tại vì thế này, theo nguyên tắc và theo tinh thần của Hiệp định Berlin, mà hình như đó là cũng điều mà người Mỹ người ta muốn, mà cũng là điều mà người Hoa người ta muốn, cũng là người Pháp người ta muốn, và chắc chắn là Cộng sản muốn. Thì sau khi mà thi hành Hiệp định Berlin đứng về mặt chính trị, thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức, và cái nội các của ông Trần Thiện Khiêm cũng từ chức, tức là cái cơ cấu hành pháp của Việt Nam Cộng Hòa phải là thay đổi. Và ai sẽ là người thay thế đó? Thì tức là ông Trần Quang Long, vì ông ta là ngoại trưởng ký Hiệp định Berlin với ông Nguyễn Duy Trinh, với ông Roger, với bà Nguyễn Thị Bình. Và ông ta sau này là chủ tịch Quốc hội, cho nên đứng về mặt tinh thần và tổ chức, ông ta là cái nhân vật rất thích hợp để nằm trong tam đầu chế. Tam đầu chế gồm có Việt Nam Cộng Hòa, là gồm có Thủ tướng Trần Quang Long, phía bên Mặt trận Giải phóng là lúc chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là Nguyễn Hữu Thọ. Xin mở một đơn, Nguyễn Hữu Thọ là con bài không phải của Hà Nội mà của Bắc Kinh, vì suốt cả những năm sau 73 là Bắc Kinh đưa tổ chức Mặt trận Đông Dương, đưa Xuyên Đúc và Nguyễn Hữu Thọ lên làm đại diện cho một thành phần chính trị cộng sản mà không phải của Hà Nội. Đó, nó là có. Cho nên Hà Nội ghim lắm á. Và thứ cũng là của Pháp nữa. Đó là cái thành phần thứ ba, là thứ nhất là ông Trần Quang Long, thứ hai là chủ tịch Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ, và thứ ba là ông Dương Văn Minh, thành phần thứ ba. Thì ba người này sẽ tập nên một cái tam đầu chế đúng theo cái ao ước của Kissinger và ông Nixon, và đó cũng là hy vọng của Sài Gòn và của ông Nixon nếu không bị vụ Watergate. Thì bây giờ trở lại cái vụ đất sống, thì ông Trần Văn Lắm, ông muốn có một cái lực lượng chính trị để yểm trợ cho ông ấy, vì ông là người Nam, mà ông biết không ai hết chính là cái nhóm tự do ngày trước của ông Như Phong, của Phạm Việt Tuyên, của 1954 mà đã yểm trợ cho của Thủ tướng Ngô Đình Diệm, cho nên mới tài trợ, nên mới tổ chức cái nhóm đất sống gồm có ông Chu Tự, ông Vũ Bằng, ông Như Phong, ông Mặc Thu. Thì cái nhóm đó mới lấy cái cuốn Tù binh hòa bình của tôi coi như là cương lĩnh chính trị, cho nên mới tổ chức ở tại một cái phòng khánh tiệc lớn nhất của Continental và hứa cho tôi một giải thưởng là 1 triệu đồng. Đó. Thì bây giờ mở một đơn, cái nhà tù binh hòa bình mà cái bảng đầu tiên đó là nhà do nhà xuất bản Hiện Đại 44/5 công lý của anh Nguyễn Văn Thành. Anh Nguyễn Văn Thành, tôi không biết từ đâu mà anh có một trí sáng lạ lùng. Năm 64 là anh ấy khởi nghiệp bán những cái thùng sách ở trước ở Tân Định, là gồm có tin xe căng chó, chó căng xe, tạc răng rồi euro rồi gì vậy. Nhưng mà đến năm 70 thì anh đã biến thành số 1 của nhà xuất bản Hiện Đại. Và anh ta đã rất thân với tôi. Anh ta bảo hôm nào tôi mua cái nhà của ông Khai Trí, rồi tôi làm các tầng, thì tầng của thiếu niên, tầng của thiếu nhi, tầng của giáo dục, tầng của tiểu thuyết. Và anh ta nói và anh ta làm thật. Anh ta đã làm ra một cái kho sách ở Nancy mà xe có thể chạy vòng ở trong đó và lốt sách. Thì anh ta là người in cuốn Tù binh hòa bình tại nhà in của ông Huyên Thao và báo Song Tần, 333 đường Nguyễn Trãi. Thì anh ta mới nói với tôi rằng cái vụ mà ung lắm hay lắm á, bà Nam vô đi, bà Nam ok đi. Thế thứ mà tôi cũng vất công cả bà. Và đó là cái buổi ra mắt sách cuối cùng, vì là sáng 12/1974 là trận Phước Long, cho nên u ám lắm. Tuy nhiên ở trong đó là coi như lơ tú Sài Gòn, là ông Trần Văn Long có nói với tôi, có nói trước cử tọa, là gồm có như bà Trần Văn Trung, phu nhân của ông tổng cục trưởng chống độc chiến tranh chính trị,
Thầy bảo rằng nếu mà tôi mà làm tổng thống tam đầu chế đó thì tôi sẽ mời cái anh Phan Nhật Nam này làm coi như ủy viên về báo chí. À, thầy thì anh Thành này anh nói thấy được và làm thấy được. À, mình vô cái chỗ này đi đó. Thế thì nhưng mà và cuốn sách này chính bản thân tôi đã lên khách sạn Caravan đưa cho ông đại tướng Trần Thị Khiêm. Ông Phan Huy Hiệp dẫn đi lên đường, ông Hoa Việt mà giới thiệu nó vậy được, rồi đưa cho ông Trần Văn Lắm. Ông Trần Văn Lắm gửi xuống cho Quốc hội, cả thượng viện hạ viện đọc, thì hình như có ông Nguyễn Trọng Nho dân biểu Quốc hội mới bảo rằng cuốn sách này hay ạ, nhưng mà nó chỉ là nói vậy thôi, thế nhưng mà đọc hết, ngoài đọc vì đã tháng 12/1974 rồi, thì 30/4/1975 có người chết vì để giữ cuốn sách này. Nó đem ra bắn ở Sài Gòn vì cái tội tàng trữ văn hóa bí ngụy, đồi trụy và phản động. Thì cái này có chiếu ở trong TV Sài Gòn sau 30/4/75, có người chết vì để tàng trữ cuốn sách này. Và cuốn sách này ông Thành đã hoảng quá, đem tất cả súng đốt hay là vứt xuống trong Sài Gòn gì. Và sau này gặp nhau đó, bà Nam ngày đó là tôi suýt chết vì cuốn sách này của bà Nam đó. Thì coi như là tiêu. Mãi đến 1978, mặt trận Hoàng Cơ Minh mới cho dịch cái cuốn Peace and Prisoner of War để làm cương lĩnh đấu tranh chính trị và phát cho tôi một cái giải thưởng. Và chính cái giải thưởng đó là động cơ đã làm cho tôi vô trong hầm ở Việt Nam. Và ở ngoài này ghê gớm lắm, là còn tổ chức ủy ban Phan Nhật Nam để tranh đấu cho Phan Nhật Nam. Cho nên ở Hà Nội nó đã có, người ta có biết cái gì, người ta thấy ghê quá, người ta tưởng tôi là một cái nhân sự nào mà chắc cũng gân guốc lắm. Thế là mới bắt đầu nhốt từ 7/9/1981 đến 29/5/88 đem về Nam thì mới biết ngả ngửa ra. Hóa ra cái anh Phan Nhật Nam này là một anh thô tả, một anh thiếu huy trung úy đại úy cả lần tàn giống như tất cả mọi người mới trở về. Thì cái chuyện đó là coi như tiêu. Mãi cho đến năm 2019 thì không phải ngẫu nhiên có 81 lính nhảy dù bị rớt ngày 11/12/1965 của tiểu đội 7 nhảy dù và của đại đội 72, chính là cái đội đại đội của chính bản thân tôi. Cái đại đội đó là do từ tiểu đội 3 nhảy dù đem từ ngoài Bắc về, rồi đến năm 60 khi ở Biên Hòa thành lập tiểu đội 7 mới đem về. Thì cái trận Đồng Xoài 11/6/65 tiểu đoàn tôi bị tổn thất rất nặng, 14 sĩ quan chết, tiểu trưởng, tiểu đoàn phó, sĩ quan quân ba, 4 đại đội trưởng 70, 71, 72, 73 chết hết, chỉ còn ông đại đội trưởng 74 sống, tức là ông đại tá Phát, giờ này còn ở vùng Nam Cali này. Cái riêng đại đội 72 của tôi chết hết, còn 10 người, và tôi là thiếu úy coi như lành lặn nhất. Có một ông thiếu úy khác nữa nhưng bị bắn nát người, đó là ông thiếu úy Đoàn Phương Hải. Tại sau này ông là đại thiếu tá Đoàn Phương Hải, sĩ quan hành quân của tiểu đoàn 11 nhảy dù và cái tiểu đoàn mà người ở lại sạc ly với ông Nguyễn Đình Bảo đấy. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thành Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Mời quý vị đón xem buổi phỏng vấn kế tiếp với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện, sẽ được phát hình vào tối mai, thứ Năm, 19/8/2021. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTNDC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị một ngày tốt lành và bình an. Minh Thúy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối mai.